này thâu chơi cho vui thôi, bây giờ mới vô bài chính nè. Bài này là thâu để chạy theo xu hướng, nói chung là cái bài nào hot mình chạy theo cho vui thôi. Bây giờ là vô bài chính nha. Hãy yêu như chưa từng được yêu của Hamlet chưa? Bây giờ mình tới bài hãy yêu như chưa từng được yêu nha. Rồi, không có một hai lần được rồi đúng không? Vừa lòng anh Tú chưa? Em cho chị nhạc lớn nha. Ở ngoài kia để like cho các bạn nghe. Người đã đến với em
Bài này là bài Hãy Yêu Như Chưa Từng Được Yêu nha. Hồng Kông một nãy hát để cho có không khí lúc đầu, hát một lần thôi là Hãy Yêu Như Chưa Từng Được Yêu. Hát lại thêm một lần nữa nha, rồi mình lấy những cái chỗ nào đẹp nhất rồi mình ấy ha. Em ha. Người đã đến với em và đã nói tiếng yêu, hãy yêu như chưa từng được yêu. Nguyễn Đình Thanh Tâm ơi, bài Ngược Dòng là chị giấu tới cuối cùng nha cưng. Chị không lộ bài đó đâu, vì bài đó là hú hồn nhất. Trời ơi, cả nhà thấy sao? Thu âm lại khác hẳn đúng không? Hát giọng rất là đáng yêu, không hát mạnh. Vì trong album với lại có nhiều bài Phương Thanh đã hát rất là chất, rất là gấu. Cho nên riêng bài này phải hát dễ thương, đáng yêu. Vì là mình đang yêu mà. Đang yêu nha. Người nào yêu em, đăng ký vô luôn đây. Nào yêu luôn, bây giờ yêu luôn để lấy năng lượng để hát nào, cảm xúc để hát nào. Lại từ đầu bài này ha. Ok, làm xong lại bonus cho cả nhà bài Ngày Mai Không Có Anh Trong Đời. Album là về nhà xí. À, Phương Thanh biết là cái tháng 9 này là biến, có biến nhiều lắm. Mới có một tuần mà hú hồn quá trời chuyện luôn. Chuyện Thủ Thiêm nè, rồi chuyện một nhà hát 1.500 tỷ gì đó. Nói chung là rất là nhiều chuyện nhạy cảm. Rất là nhiều chuyện nhạy cảm, rồi quốc tang, rồi nói chung là tranh viết cái gì thì nó cũng lên trên mấy trang mạng, thấy ghê quá. Nhiều khi tâm sự vui vui, mà tranh viết status hài lắm, không có nặng nề đâu. Tánh tranh không có nói nhiều, quê là đánh luôn, quất luôn không mà, chứ không có nói nhiều đâu. Còn mà còn viết là vui thôi à. Biến kệ mẹ hả? Ra album không? Cứ đợi đi, bìa có sẵn hết rồi. Tất cả mọi thứ có, đáng lẽ mấy bữa nay là sẽ post bìa đó chứ, bìa album đó chứ. Nhưng mà Tâm đừng có ngóng ngược dòng, bài của em là bài dẫn dắt cho một cái quá trình thực hiện album. Bài Ngược Dòng của Nguyễn Đình Thanh Tâm á, là một cái bài mà Phương Thanh gieo quẻ. Người ta đi thuận nhưng mà Phương Thanh lại gieo quẻ ngược, cho nên là mọi người sẽ thấy thị phi rất là nhiều. Mọi thứ nhưng không có ảnh hưởng gì tới tranh đâu. Tánh tranh lì lắm, thị phi kệ à. Quan trọng là mình đừng làm, mình đừng đưa thị phi cho ai. Chứ còn tai bay vạ gió, cái chơi với gió cho vui. Còn chừng nào mà mình gây thị phi cho người khác, cái đó mình mới là có lỗi, có tội với mọi người. Thà giữ đi nhưng mà mang nghiệp lành cho mọi người, chứ đừng có hiền mà mang nghiệp dữ không. Phương Thanh coi vậy chứ hiền khô, yên tâm, đụng tới là đánh thôi. À, ngóng xỉu, đừng có ngóng. À, tất cả mọi album của những người, thí dụ như Phương Thanh là có tên tuổi lâu rồi, lâu năm rồi, không phải để lấy tên mà là giữ tên, cho nên cái quy trình PR nó cũng ngược đời lắm. Xả tới, xả lui, dụ qua, dụ lại, dụ dỗ, nói chung dụ dỗ để cho mọi người chú ý. Còn thí dụ như Phương Thanh là ca sĩ trẻ thật sự thì mình sẽ đánh nhanh rút gọn, nhưng mà với cái thời điểm này Phương Thanh cũng đã là quá lâu rồi, cho nên cứ từ từ. Bài Phương Thanh cũng đã cho các bạn nghe audio của 1-2-3 bài rồi. Còn khi nào mà thấy nha, Phương Thanh mà ra cái bài Phải Chi Người Đau Là Anh, hoặc là Phải Chi Người Đau Là Em, nó đã ra đĩa rồi đó. Còn bài Cầu Vồng Của Mẹ là xuất sắc nha, xuất sắc luôn. Không có nói nhiều nữa, bây giờ thì bây giờ ta nghe lại tiếp bài này một lần nữa nha. Ok chị.